Thầy Quang ơi, thầy cho em hỏi là làm sao mình biết được cái tông của mình là tông trầm hay là hoặc là tông cao để mà mình biết mình chọn bài hát cho phù hợp hả thầy? Rồi, để thầy Quang giải thích thêm cho các bạn nếu mà chưa hiểu về chữ tông giọng như trong câu hỏi của bạn ấy, thì nói nôm na rằng tông giọng có nghĩa là thầy ơi, giọng em là thuộc giọng cao hay giọng thấp thì em nên chọn bài nào vừa với giọng mình. Thì cái vấn đề nằm ở đây không phải là mình tìm hiểu giọng mình đang là giọng cao hay giọng thấp, mà mình bị lệ thuộc nhiều nhất đó là cái nhạc nền karaoke ở ngoài thị trường có phù hợp với cái giọng của mình hay không. Quang cho bạn một ví dụ, thí dụ bạn thích cùng một bài A nhưng mà có chị Lệ Quyên hát cái bài A đó, thì chị Lệ Quyên sẽ làm cái nhạc nền karaoke phù hợp với lại cái chất giọng của chị đó. Chị đó hát cao, cái mình hát theo cái nhạc nền của chị Lệ Quyên, cái mình hát cao không tới. Nhưng mà mình có thể search ở trên YouTube, search ở đâu đó tìm cũng cái bài A đó nhưng có cái nhạc nền của cái cô ca sĩ nào đó hát thấp hơn Lệ Quyên chút xíu, cái mình ướm rất là nhiều cái nhạc nền khác nhau. Cuối cùng mình nhận ra là cũng một bài A đó nhưng mà tôi hát nhạc nền của cô ca sĩ này nè. Tôi hát cảm thấy thoải mái, không có bị với quá, không có bị khó khăn quá. Cho nên sẽ có thêm một cái cách nữa rằng là nếu mà bạn đi hát karaoke thì nó có cái chữ key, key là cái chữ chìa khóa đó. Có thể là nếu bạn hát cao quá. Cao là sao để bạn giải thích luôn nha. Cao tức là khi mà bạn hát tới điệp khúc ré lên để giọng với không tới, thì bạn suy nghĩ tới hai điều: một là mình hát cao không nổi là do cái nhạc nền, hai là chắc mình nên đi học hát thầy Quang để nâng cái giọng mình cao hơn. Nhưng mà cái trường hợp đầu tiên là dễ xảy ra nhất, là hình như là mình chọn cái tông nhạc cao quá thì mình bấm dấu trừ của cái chữ key đó để giảm cái tông xuống, là mình hát thoải mái. Còn mà nếu mà mấy bạn hát với băng nhạc thì ôi thôi, nó rất là tiện luôn. Mình nói cái anh băng nhạc: anh ơi, anh đánh tông thấp lại cho em chút xíu, em mới hát vừa. Thì lúc đó anh băng nhạc sẽ dời tông xuống và mình hỏi: anh ơi, cái tông này anh đánh vừa giọng em quá, anh đang đánh là cái tông gì vậy? Đó, thì cái anh đàn đó anh sẽ nói cho em biết là: ừ, anh mới đệm cho em cái bài A này là tông tông đơ đó em. Đó, cái mình nhớ vô là mai mốt là ra gặp băng nhạc là nói là đánh cho em tông đơ nha. Nhưng nói vui thôi, chứ có thể là tông la thứ mi thứ thì mấy cái đó là chuyên môn quá. Trong cái khóa học hát từ xa của Quang, Quang sẽ giải thích cái này kỹ hơn. Nhưng còn ở đây là sẽ chỉ riêng cho các bạn một số cái mẹo vặt để cho những cái câu hỏi đơn giản các bạn hình dung. Vậy chốt lại hai vấn đề: các bạn không cần quan tâm tới giọng mình là giọng cao hay giọng thấp. Chuyện cao hay chuyện thấp không quan trọng, miễn quan trọng hát hay, không bị phô, không bị trật nhịp là được rồi. Cái thứ hai là nếu mà cao hay thấp thì hãy search rất là nhiều cái bài karaoke trên internet. Đúng một cái bài A đó mà bạn cảm thấy thích thì thấy cái nhạc nền nào phù hợp với mình thì nhớ nó và lưu lại, mà mai mốt mà có đi diễn, có hát cho bạn bè hoặc lên sân khấu hát thì chọn đúng cái nhạc nền đó hát nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu mà các bạn thích thì cứ việc đặt câu hỏi cho Quang bằng cách là gửi một cái đoạn video với cái câu đầu tiên là: thầy Quang ơi, cho em hỏi chấm 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 câu hỏi của bạn, Quang sẽ trả lời các bạn. Đừng quên bấm subscribe và theo dõi cái kênh Facebook của Quang cũng như là kênh YouTube để nhận ra một số cái mẹo vặt mà Quang chỉ cho các bạn hát để bỏ túi nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại.